này nè Pucci, đừng có ném chứ, uổng phí lắm đó. Kệ nó chứ, đây không phải điện thoại của tôi. Trời, cô đưa đây. Tôi đã nói là cô đừng có xem rồi mà cứ xem, xem xong là nổi điên lên rồi, thấy chưa? Rượu của tôi đâu? Tôi nhờ anh đi mua rượu mà, rồi giờ rượu đâu? Không có, sau 2 giờ chiều thì không có bán rượu nữa. Đi, không mua được rượu thì mua cái khác. Ê, khoan đã, đợi chút. Gì nữa đây? Anh đứng đây đợi em đi. Em qua kia xem thử. Hả? Sao em không xem bên này nữa? Em thấy hàng chỗ này không được tươi ngon. Dì Rambon tin tưởng giao cho em. Em không muốn khiến dì ấy thất vọng đâu. Nè nè nè. Có phải chồng trẻ và con nuôi của vợ cũ anh Sadom không? Đúng vậy. Con nuôi của bà bùa già Rambon với anh Sadom thật rồi. Tôi cảm thấy bà vợ Rambon cũng xui xẻo quá. Chị ta bị chồng cũ ly dị thời gian chưa được bao lâu, lại bị tên chồng trẻ này bỏ rơi để theo con nhỏ đó. Ai xui xẻo thì tôi không biết, nhưng mà hôm nay là ngày may mắn của tôi. Cô định làm gì? Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. À, xin lỗi anh chị để quên túi đồ này. À, cái này không phải của tôi. Túi đồ này người yêu anh đã chọn đó. Ờ, đúng rồi. Cảm ơn anh nha. Dạ. Clear, em để vào giỏ đi. Không cần đâu anh à, đồ trong giỏ đầy rồi. Em cầm được mà. Nếu em sợ anh xách nặng, vậy thì em giúp anh cầm một bên quay giỏ được không? Hmm.
Anh Aja xách luôn đi. Nhưng mà anh xách nặng lắm kia. Em có muốn xách phụ anh sao? Thiệt tình. Ôi, trái đất này đúng thiệt là tròn mà. Người mà tôi không nghĩ là sẽ được gặp thì lại gặp nhau. Chị Rambon không đi chung với anh sao? Chuyện này không liên quan gì đến cô đâu. Nhưng mà tình cờ là tôi lại thích xen vào chuyện của người khác được không? Dì Rambon đang đợi ngoài xe đó. Cô thôi cái trò dơ bẩn đó đi. Sao cô biết được là tôi đang nghĩ gì chứ? Mấy người hay làm chuyện xấu thì suy nghĩ cũng không có gì tốt đâu. Clear, để anh xách tiếp em cho. Anh đứng xa ra giùm em đi có được hay không vậy? Em muốn anh đứng xa cỡ nào? Trong khi chị Rambon kêu anh đi cùng em mà Clear. Anh thực sự không hiểu hay sao chứ? Dì cho em và anh đi cùng nhau là dì ấy đang muốn thử hai chúng ta đó. Vậy thì từ bây giờ chị Rambon không cần phải thử gì nữa hết. Vì hiện tại anh đã có việc làm rồi. Anh không cần phải dựa vào chị Rambon nữa. Và anh cũng sẽ nói với chị Rambon là về sau đừng chu cấp cho anh thêm nữa. Vì dù sao thì anh không có yêu chị Rambon, nhưng anh vẫn ở bên cạnh chị Rambon là vì anh đợi em đó Clear. Anh yêu Clear. Anh đừng nói những lời như vậy nữa mà. Anh đã quên rồi hay sao? Từ trước tới nay dì ấy đã làm những gì cho anh? Dì ấy chấp nhận hy sinh cho anh là vì dì ấy yêu anh. Còn anh thì sao chứ? Đã từng làm gì cho dì ấy chưa hả? Không hề có. Vậy mà anh còn mặt mũi nói những lời đó nữa sao? Xấu hổ. Anh là một kẻ ích kỷ. Anh ích kỷ gì một mình anh sao Clear? Mọi người đều yêu cầu anh làm thế này thế kia. Dù anh không vui vẻ để làm, nhưng anh vẫn chịu làm. Vậy mà em vẫn thấy anh ích kỷ sao? Vì trên đời này không có gì là cho không hết đó. Anh chấp nhận làm là vì anh đã nhận lợi ích từ họ trước. Nếu như anh không muốn làm thì anh không nên nhận ngay từ đầu chứ. Tại vì anh không có quyền lựa chọn đó. Anh đừng có nói là anh không có quyền lựa chọn nữa. Dù cho em không có tiền ăn cơm, em cũng chọn nhịn đói, không phải đi bán thân như anh đâu. Clear. Và anh cũng nên biết là chuyện em quay về là chính vì em thương dì Rambon, không phải vì yêu ai khác. Nè, anh tìm số chị Rambon giúp tôi nhanh lên. Tôi đâu có đâu. Trong điện thoại của tôi có nè. Anh hãy thôi nghe chuyện điên khùng của anh đi. Đối với em, đây không phải là ham muốn nhất thời, cũng không phải như con nít khi không có được đồ chơi mà vẫn muốn được chơi. Nhưng khi được chơi lại không thấy vui vẻ, và rồi không muốn chơi nữa. Em muốn nghĩ chuyện đó như thế nào thì tùy em. Nhưng đối với anh, đó là tình yêu. Em là người duy nhất mà anh muốn sống cùng mà không bị ai ép buộc. Chị thấy chưa? Chồng trẻ của chị đang bị con nuôi giật lấy cho nó. Cô dám chửi tôi là người xấu sặc lia. Tôi sẽ xử lý cô nhanh thôi. Chuyện em quay về là vì em thương dì Rambon đó, không phải vì yêu ai khác đâu. Anh hãy thôi nghe chuyện điên khùng của anh đi. Đối với em, đây không phải là ham muốn nhất thời, cũng không phải như con nít khi không có được đồ chơi mà vẫn muốn được chơi. Nhưng khi được chơi lại không thấy vui vẻ, và rồi không muốn chơi nữa. Em muốn nghĩ chuyện đó như thế nào thì tùy em. Nhưng đối với anh, đó là tình yêu. Em là người duy nhất mà anh muốn sống cùng mà không bị ai ép buộc.
Clear và Acha đi mua đồ về chưa? Dạ, vẫn chưa thấy về. Nhưng chắc là chút nữa sẽ về tới thôi. Tại bây giờ đường về nhà đang kẹt xe mà cô. Để tôi gọi hỏi cô Clear xem sao ha. Không cần. Nhưng mà cô Rambon mới hỏi tôi là... Tôi chỉ hỏi thôi, không kêu cô làm. Cứ để hai người họ từ từ về. Không cần hối làm gì. Tôi cũng không cần gấp. Clear đang làm một điều mà tôi đang cần. Tôi không muốn ai vào làm gián đoạn. Đoạn phim này đã gửi đến cho người cần thiết. Lúc ở với tôi thì đuổi tôi như đuổi ruồi đuổi mũi. Lúc cặp với con nhỏ làm tóc thì lại mong muốn gặp cô ta. Anh thấy vậy có được không? Nè, cô gửi đoạn phim chồng trẻ với con nuôi cho bà vợ cũ đó, tôi còn hiểu được. Nhưng mà cô lại gửi cho anh Sa Đơm để làm gì? Cô không sợ anh ấy sẽ thấy tội nghiệp vợ cũ rồi an ủi sao? Bò quen chân, ngựa quen đường, còn dượng thì quen tay. Dựa vào đâu mà cô tin chắc được chứ? Anh cũng biết đây là điện thoại của con nhỏ làm tóc đúng không? Thì sao? Thì sao hả? Trời ơi! Anh Sa Đơm, em xin lỗi nha. Em gửi nhầm, không có cố tình đâu. Nè, anh gọi cho ai trong điện thoại này cũng được. Rồi anh nói là anh nhặt được điện thoại rơi ngoài đường, nên gọi để gửi lại nó. Nhanh! Nè, cô đang muốn anh Sa Đơm nghĩ là con nhỏ làm tóc đó là người đã gửi đoạn phim cho vợ cũ, có đúng không? Tôi đã nói rồi mà, hôm nay là ngày may mắn của tôi. Nhặt được điện thoại của con nhỏ làm tóc đó, còn quay được cảnh đâm vào tim chị Rambon. Chuyện này sao tôi có thể bỏ qua được? Tôi không biết nên khen cô thông minh hay là chửi cô xấu tính đây. Anh muốn chửi tôi hay khen tôi là chuyện của anh, tôi không quan tâm. Tôi chỉ cần chồng của tôi biết được con nhỏ làm tóc đó là đồ dối trá mà thôi. Cô ta không tốt hơn tôi đâu. Rồi anh ấy sẽ chia tay cô ta lập tức. Chỉ có vậy thôi là tôi đã thấy vui lắm rồi. Anh nói sao hả anh Sa Đơm? Có chuyện gì vậy Keo? Em không có gửi hình ảnh hay là đoạn video gì cho chị Rambon đâu anh ạ. Đến nỗi số điện thoại của chị Rambon em còn không biết nữa mà. Mà anh biết được tin này từ ai vậy? Là từ em hả? Chính em đã gửi hình ảnh và đoạn phim qua cho anh hay sao? Không thể nào như vậy được. Em chắc chắn là sẽ không bao giờ làm chuyện đó đâu anh à. Và hơn nữa, điện thoại của em cũng vừa mất rồi. Đưa cho chị. Đúng đó anh Sa Đơm. Tôi xác nhận với anh là lúc nãy mới có người đến gửi lại điện thoại cho Keo. Tôi gọi điện không phải quan tâm có phải Keo là người gửi hình và đoạn phim đó cho Rambon hay không. Mà tôi chỉ muốn biết Keo đã gặp Acha và Clear từ khi nào, họ đã đi đâu, và Rambon có đi cùng với họ hay không. À, nếu hai người không biết chuyện gì cũng không sao hết, để tôi gọi điện hỏi Clear cũng được. Được rồi. Clear, sao con nói sẽ không liên quan đến Acha nữa mà? Sao bây giờ con lại lén gặp Acha ở ngoài làm gì hả? Dượng tưởng là con sẽ không chạy theo cậu ta nữa. Dượng đã dặn với con là phải đợi Rambon đuổi Acha ra khỏi nhà mà. Sao con lại không nghe lời Dượng? Con nói gì hả Clear? Con nói là con không lén đi ra ngoài gặp anh Acha như Dượng nói đâu. Con đi cùng anh Acha là do dì Rambon nhờ con đi mua đồ với anh ấy mà thôi. Bị điên hay sao mà cho con đi mua đồ với Acha chứ? Con cũng không biết nữa Dượng à. Vậy thôi nha Dượng Sa Đơm, dì cho chen đến tìm con rồi đó. Khoan đã, Clear, alo. Vào đi. Thưa anh Sa Đơm, tôi muốn xác nhận thời gian để đặt vé cho anh đi nước ngoài. Tôi không đi nữa. Khách hàng đã gọi điện báo hủy, chuyển qua khi khác rồi. Hả? Có chuyện gì vậy? Khi sáng tôi đã nói là anh...
khi sáng cô nói gì? Đi biển chơi sao chị Rampon? Ừ, phải, tôi muốn đi. Ngày mốt cậu đi chung với tôi nha, A Cha. Tôi bận việc rồi chị à. Mẹ nhớ ngày mốt là ngày nghỉ lễ mà con, không có công ty nào làm việc ngày đó đâu. Đúng, đúng đó. Ừ. Đi đi con, ba cũng đi theo nữa. Ba với mẹ đã lâu rồi không đi biển chơi, có phải không em? Anh không được đi đâu. À, sao vậy em? Tại anh bị bệnh chứ sao. Bác sĩ dặn anh nghỉ ngơi thật là nhiều. Rồi thứ bảy này, bác sĩ hẹn anh đi kiểm tra tim lần nữa. Với lại, lúc sáng em cảm thấy nhức đầu, chóng mặt, say sẩm. Chắc lại sắp bệnh nữa rồi. Không muốn đi để mọi người thêm lo. Phải để cho cô Rampon và A Cha được đi chơi thoải mái chứ. Nhưng mà anh muốn đi. Tôi cảm thấy thật là tiếc. Vì nếu chỉ có tôi với A Cha hai người cùng đi, tôi cũng chỉ biết ngồi im lặng đọc sách. Chắc A Cha sẽ buồn lắm. Clea, con đi cùng với dì luôn đi. Cô Rampon à, cô đi cùng A Cha là đủ rồi. A Cha được ở cùng với cô Rampon sẽ thấy hạnh phúc, đúng không A Cha? Con sẽ làm theo ý của chị Rampon. Dì đi cùng với anh A Cha đi, con không muốn đi theo làm phiền đâu. Lìa nói đúng rồi đó. Cô Rampon, cô rủ thêm người đi theo làm gì cho phiền phức. Tôi vẫn chưa khỏe hẳn nên cần người chăm sóc. Với lại tôi cũng chỉ tin tưởng một mình Clea mà thôi. Anh, em với anh đi biển chơi với cô Rampon cũng tốt đúng không? Bởi vì em suy nghĩ lại rồi. Nếu anh được đi chơi hít thở không khí trong lành, bệnh tình của anh sẽ tiến triển tốt hơn đó. Nhưng mà thứ bảy này, ba có hẹn đi kiểm tra tim với bác sĩ mà mẹ. Hẹn rồi thì quý cũng được mà. Nhưng mà ba bị bệnh tim đó mẹ à. Với lại bác sĩ còn nói là ba cần phải phẫu thuật nữa. Cho nên ba không thể chuyển buổi hẹn này đâu mẹ. Nè âm ba. Con nói gì sai hả mẹ? Sao mẹ lại gằn giọng với con vậy chứ? Nè con. Nè, tóm lại ngày mốt chúng ta sẽ đi biển ba người thôi, Clea và A Cha. Clea, con không cần chuẩn bị đồ giúp gì đâu. Con cứ chuẩn bị cho con đi. Mẹ cảnh cáo con đó A Cha, đừng có dính dáng đến con Lia đó nữa. Ba với mẹ đi ngủ sớm đi. Con xin phép về phòng đi tắm. Ngày mai con còn phải dậy sớm để đi làm. Nè, mẹ nói sự thật này. Con có thấy bệnh tình của ba con không? Vừa bị đau tim, vừa bị thở gấp. Một ngày ba con bị sốc đến 2-3 lần. Nếu con muốn mẹ phải nói theo kiểu khó nghe hơn, đó là ba với mẹ vẫn phải mặc giày xin tiền cô Rampon để đi khám bệnh. Con thấy chưa? Ba bệnh nặng đến như vậy luôn đó hả mẹ? Là thật đó con. Ừ. Nếu không thì ba với mẹ con đối với con để làm gì? Đúng vậy. Ba với mẹ nói dối con để làm cái gì chứ? Trong khi con là con trai của ba mẹ mà. Dù cho chúng ta có nghèo tới cỡ nào, chắc ba mẹ sẽ không thấy tiền quan trọng hơn con chứ đúng không? Đúng đó. Vì mẹ là mẹ của con mà, nên mẹ muốn nhìn thấy con được vui vẻ hạnh phúc. Dù con có không thích chuyện mẹ sắp nói thì con cũng phải nghe. Con nhớ cho rõ A Cha, cô Rampon có ơn nghĩa với con. Con tuyệt đối không được làm cô Rampon đau lòng đâu đó. Một lời là ơn nghĩa, hai lời lại ơn nghĩa. Tới khi nào thì đời con mới thoát khỏi hai từ này đây hả mẹ? Ngày nào mà con dám đánh người mẹ này thì ngày đó con sẽ không phải nghe hai chữ ơn nghĩa nữa. Con muốn đánh mẹ bây giờ luôn không hả? Cuộc đời con sẽ được tự do ngay. Con muốn quen với cô gái nào thì con cứ, không cần quan tâm đến cảm giác của ba với mẹ nữa. Làm đi nè, đánh đi. Đánh đi, đánh đi. Thôi bà, đủ rồi, đủ rồi bà. Ai.
trời ơi. À cha, rốt cuộc có chuyện gì với em? Em bình tĩnh lại đi. Chị âm ba, ba không bệnh thật đúng không chị? Thì à cha, ba với mẹ nói dối em có đúng không hả chị? Em bình tĩnh đi à cha. Ba với mẹ cố tình nói dối em để bắt em trở thành kẻ đào mỏ chị Rampol hả? Rốt cuộc ba mẹ yêu thương em hay là yêu chính họ vậy? Không phải như vậy đâu mà a cha, em đừng có nghĩ vậy mà. Chị Ampa, em không muốn ở lại đây nữa đâu chị Ampa. Em muốn rời khỏi nơi này. Em muốn sống một cuộc sống mơ ước của em, muốn được sống tự do. Em muốn sống cùng với người em yêu, không phải sống cùng phụ nữ vì tiền. Vậy thì bây giờ em rời khỏi đây đi. Từ trước tới nay em đã giúp đỡ cho anh chị em trong nhà quá nhiều rồi. Bây giờ thì em cũng đã có việc làm, đã có thể tự làm ra tiền, không cần dùng tiền của chị Rambo nữa đâu em. Bây giờ đã tới lúc em có thể làm những điều cho bản thân em rồi. Em không muốn ở cùng chị Rambo nữa thì em cứ rời khỏi đây đi. Hãy nói là em yêu Clea, đó là điều mà em cần làm. Em đi được đúng không chị? Đi được chứ. Nếu như lòng em muốn đi thì không ai có thể giữ chân em được đâu. Ơ nè, cô đem đồ cho ai vậy hả Chen? Sao cái hộp lại bị mớp méo như vậy chứ? Thì đồ của cô Rambo đó bác, không biết bên trong là cái gì, có bị bể hay không nữa. Ừ. Để cô thử mở hộp ra coi. Được rồi.